tòa tuyên án tử hình hung thủ giết chủ nợ đêm 30 Tết. Đêm giao thừa bị chủ nợ đưa người đến áp đảo, đòi nợ, Nguyễn Nam Trượng đã gây ra thảm án với hai người chết, một người bị thương và nay bị tòa tuyên án tử hình. Ngày 29 tháng 6, Tòa án Nhân dân Hải Dương mở phiên xử sơ thẩm với Nguyễn Nam Trượng, 51 tuổi, trú tại thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, bị cáo duy nhất trong vụ án giết người xảy ra đêm ngày 21 tháng 1, tức 30 Tết Quý Mão. Vì tính đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, phiên tòa được tổ chức dưới hình thức xét xử lưu động tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Gia Khánh, quê của bị cáo, cũng là nơi xảy ra vụ án. Theo cáo trạng, cuối năm 2019, đầu năm 2020, Trượng có vay của chị L trên thành phố Hải Dương 1,1 tỷ đồng với lãi suất 2.000 đồng mỗi triệu đồng mỗi ngày. Sau đó đã trả hết nợ gốc và còn nợ một phần tiền lãi, theo giấy biên nhận ngày 11 tháng 12 năm 2020 là 520 triệu đồng. Sau nhiều lần dục giá đòi nợ không thành, khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 1 năm nay, tức tối 30 Tết Quý Mão, chồng chị L là D cùng anh S từ thành phố Hải Dương đến nhà Trượng ở xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc. Không có tiền, Trượng xin khất nợ, rồi cãi cùn rằng mình nợ tiền chị L thì chính chủ đến mới trả. Anh D liền gọi điện cho vợ, mở loa ngoài cho nói chuyện với Trượng. Sau khi mắng chửi Trượng, chị L tắt máy, còn anh D cùng anh S rời khỏi nhà Trượng. Theo lời khai của Trượng tại tòa, diễn biến căng thẳng việc đòi nợ khiến anh ta phán đoán khả năng chị L sẽ đưa thêm người đến đánh mình. Vậy nên anh ta chuẩn bị một con dao bầu giấu dưới đầu giường ngủ trên tầng 2 để đề phòng. Đến 23 giờ đêm, chị L dẫn hai người tên Linh và Tùng đến nhà Trượng. Lúc này, anh D và anh S cũng có mặt. Bị chủ nợ dồn ép, Trượng nói chị xem trong nhà còn đồ đạc gì muốn lấy thì lấy, nhưng chị L không đồng ý. Sự việc căng thẳng xảy ra ở thời khắc đêm giao thừa khiến Trượng hoàn toàn mất tỉnh táo. Lấy lý do lên tầng 2 lấy giấy ghi nợ, anh ta cầm một khẩu súng bắn đạn ghém và con dao bầu rồi đi xuống, bắn bị thương chị L. Thấy vợ bị bắn, anh D cùng anh S lao về phía Trượng nhằm tước vũ khí thì Trượng bỏ súng xuống. Dùng dao bầu đâm liên tiếp hai nhát trúng ngực anh S bỏ chạy ra ngoài sân rồi gục ngã, chết tại chỗ. Anh D cũng bị đâm trúng bụng, mông, tay nhưng vẫn giằng được dao, ghì Trượng vào tường. Nhưng đúng lúc này chị L lại can ngăn nên anh D buông tay quay về phía vợ. Chưa tỉnh cơn cuồng loạn, Trượng nhặt súng, lấy tiếp viên đạn còn lại trong túi quần lắp vào, bắn trúng ngực và bụng chị L phải sau phát súng này, Trượng mới dừng lại. Toàn bộ sự việc nghiêm trọng chỉ diễn ra trong vài chục phút trước thềm năm mới. Lực lượng tuần tra đêm giao thừa của xã Gia Khánh có mặt tiến hành tạm giữ những người liên quan, đồng thời đưa chị L, anh D đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, cách hiện trường vụ án 15 chạy xe để cứu chữa. Tuy nhiên, đến đúng giao thừa, bước sang năm mới, chị L tử vong. Anh D bị vết thương phần mềm với tỷ lệ thương tật 10%. Tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử nhận định Nguyễn Nam Trượng đã có sự chuẩn bị phạm tội, sử dụng vũ khí nguy hiểm, khả năng gây chết người cao, thực hiện hành vi phạm tội với ý chí và hành động quyết liệt, bất chấp hậu quả. Vậy nên dù một nạn nhân là anh D chỉ bị thương nhẹ thì Trượng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự toàn bộ về tội giết người. Với hai tình tiết định khung là giết hai người trở lên và có tính chất côn đồ, theo khoản 1 điều 123 Bộ Luật Hình Sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên phạt Trượng hình phạt tử hình cùng trách nhiệm bồi thường cho ba bị hại với tổng số tiền hơn 239 triệu đồng.